Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đến với video mới nhất của kênh YouTube Nhà Nông Phú Nguyễn của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một chút về cái tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch tả châu Phi. Cách mình thường hay là theo dõi những cái tin tức cập nhật liên tục các bạn về tình hình dịch tả châu Phi. Vừa qua thì mình đã xem tin tức thì phát hiện ở những tỉnh, những Nghệ An, Hà Tĩnh và những tỉnh phía Bắc, rồi những tỉnh của miền Trung, Đà Nẵng của mình nè các bạn, rồi Quảng Nam, rồi hôm nay là đến ngày 26 tháng 10 tức là hôm nay các bạn, thì tỉnh Khánh Hòa, rồi trước đó những ngày đó là Đồng Nai, dịch rất là nhiều, dịch tả châu Phi bùng phát rất là dữ dội và đã gây thiệt hại rất là nhiều cho người nông dân chăn nuôi, đặc biệt là cho những bạn đang nuôi heo rừng như chúng ta. Mình có giao lưu chia sẻ thì cũng có rất là nhiều anh em từ miền Bắc tới miền Nam, mình cũng giao lưu và cập nhật những tin tức hàng ngày các bạn. Thì thật sự ra mình thấy rất là đau buồn những cái hoàn cảnh những cái anh em mới lần đầu nuôi heo rừng và những anh em mà đầu tư với cái số tiền rất là lớn để mà mở cái trang trại ra nuôi heo rừng nhưng mà đã không may bị dịch tả châu Phi nó xâm nhập và đã chết. Thật sự luôn, có nhiều anh em nhắn tin chia sẻ với mình coi như là rất là tuyệt vọng luôn các bạn. Nghĩa là khi mà có một anh đó có chia sẻ với mình đó, là hai vợ chồng làm công nhân nhưng mà bây giờ là công nhân nó thất nghiệp và có tích lũy được một chút tiền thì về nhà để mà đầu tư làm mô hình làm nông, là nuôi heo rừng, nuôi gà, nuôi vịt thì bỏ ra số tiền vài chục triệu các bạn. Bây giờ là các bạn biết vài chục triệu nó rất là lớn nha. Đối với những người mà giàu có thì không nói gì, nhưng mà đối với những người nông dân như chúng ta thì bỏ ra vài chục triệu để mà chúng ta đầu tư về trang trại nuôi heo rừng thì cũng là rất là kinh khủng rồi các bạn. Tuy nhiên thì đến cái mùa dịch này á, thì mặc dù là anh đó cũng phòng ngừa rất là chặt chẽ nhưng mà vẫn bị dịch tả châu Phi nó xâm nhập các bạn. Thật sự luôn, mình cũng có chia sẻ rất là nhiều cái cách mà chúng ta phòng ngừa nhưng mà một chút chủ quan của chúng ta thôi là sẽ dính ngay luôn các bạn. Thì đều có những anh mà nuôi mà bị các bạn thì do chủ quan một chút, đó là tiếp xúc với lại cái chủ mà có trại heo bị dịch thì anh đó có tiếp xúc với anh đó mà khi về các bạn mà chúng ta không tắm rửa, ta không vệ sinh áo quần của chúng ta, giày dép của chúng ta vào trang trại của mình thì giống như là các bạn đem virus vào tự trang trại của mình, chúng ta tự hủy diệt cái đàn heo của mình vậy. Thì nói về anh đó thì mình bản thân mình các bạn cách đây là 2 ngày thôi thì mình cũng chính bản thân mình luôn các bạn, mình rất là lo sợ luôn. Có nghĩa là ở trong cái xóm của mình các bạn thì những cô hàng xóm nuôi heo. Tuy nhiên là mình đang làm ở bên thôn các bạn này thì mình đi có những công việc là ở thôn cho nên là phải tiếp xúc bà con ở trong thôn các bạn. Thì mình đi tới nhà của cô đó thì các bạn biết sao không? Nhà cô đó là heo nó đang dịch luôn các bạn. Thì mình có chạy vào trong nhà luôn, mình chạy vào thẳng luôn đó luôn. Trời ơi kinh khủng đó các bạn. Mày, sau khi nào? Mà mình biết được nào, chú. Sau khi mà mình đi vào đó thì mình mới biết được cô đó nói là mình cũng có hỏi chuyện, sau đó là nói heo đang dịch và đang mới khiêng đi tiêu hủy. Trời ơi, thật sự luôn mình rất là lo sợ luôn các bạn. Bởi vì mình đi tới cái nhà người ta đang bị heo dịch nhưng mà mình đang nuôi heo nữa các bạn, mình đang nuôi heo rừng đó. Vì heo rừng của mình thì thật ra mình đang đầu tư với số tiền rất là lớn. Các bạn biết là heo rừng thuần chủng, rồi heo rừng rạc thuần, rồi heo rừng rạc, rất là nhiều heo của mình đó các bạn, rất là nhiều dòng nữa. Cho nên là mình khi mình nghe được cái nhà đó đang bị nhiễm dịch tả châu Phi, mình kinh khủng luôn. Mình chạy về mình tắm rửa, rồi cái đôi dép mình đang mang, áo quần của mình đang mang các bạn là mình vứt hết, mình vứt sạch luôn. Mình chỉ mặc nổi cái quần đùi mình là đi vào trong nhà thôi. Rồi mình phun cồn sát khuẩn rồi mình tắm sạch sẽ luôn các bạn. Rồi sau đó là 2-3 tiếng rồi mình mới đi lên cái trang trại của mình. Nói chung là trang trại của mình thì mình đang rải vôi rồi phun thuốc khử trùng luôn, kinh khủng các bạn. Cho nên là các bạn thấy một chút sơ sẩy thôi mà nếu mà chúng ta không tự mình để mà cứu lấy mình thì mình sẽ cháy khét luôn các bạn, kinh khủng lắm. Tại vì mình đã bị một lần rồi các bạn, cho nên là mình thấy bây giờ có rất là nhiều anh em đang dính phải thì mình thật sự là mình rất là đau buồn, mình thấy là rất là tội những người
cái người anh em đó, mặc dù là không thể nào mà cứu vãn được luôn các bạn. Có nhiều trang trại á, chết tầm 70-80 con, cả 100 con luôn các bạn, không có lấy một con sống luôn. Có những trại thì nuôi tầm 20-30 con nhưng mà vẫn còn lại một con ha. Các bạn thấy kinh khủng không? Cho nên thì ngày hôm nay thì các bạn, trước cái tình hình mà thời tiết nó thay đổi rồi, cái này các bạn này, mưa nắng mưa, đặc biệt là cái miền Trung của mình đó, đặc biệt riêng cái Đà Nẵng của mình luôn, là đến thời điểm hiện tại đó, dịch nó bùng phát rất là dữ dội. Riêng ở chỗ mình, cái khu mình sống là cháy sạch hết rồi, không còn ai nữa hết luôn các bạn, cháy sạch luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Từ heo trắng, heo rừng là sạch sẽ luôn. Nên là mình phải lo bảo quản cái trang trại của mình các bạn. Mặc dù là mình thì không có dám là nói chống lại nó tốt được, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để mình bảo vệ cái đàn của mình thôi các bạn ơi. Rồi cho nên là ở cái Đà Nẵng của mình á, đặc biệt là miền Trung của mình á, thì bước vào những cái mùa mưa, mưa thất thường, mưa nắng thất thường các bạn. Ngày hôm nay mưa rất là lớn đó, rồi ngày mai thì bắt đầu nắng sáng, chiều mưa, hoặc là chiều mưa rồi nắng sáng các bạn. Nói chung là rất là thất thường, thì các bạn biết đó là nó tạo điều kiện cho virus nó phát triển. Cho nên là những anh em nào thì ở miền Trung của mình hoặc là tất cả các vùng miền thì mọi người nhớ là chúng ta phun thuốc ha, chúng ta phun thuốc diệt khuẩn một tuần thì chúng ta phun 3 lần đi các bạn. Bình thường bước vào cái mùa thì nó không có dịch thì các bạn phun một tuần, các bạn phun một lần, hoặc là 2 tuần chúng ta phun một lần. Nhưng mà bước vào cái mùa dịch bệnh cao điểm này các bạn này, thì các bạn nên phun một tuần 2 lần nhé các bạn. Rồi các bạn nhớ rải vôi ha. Rồi đặc biệt là chúng ta đi ra bên ngoài á, các bạn đừng đi ra những cái nơi mà dịch bệnh nó đang bùng phát ha. Rồi khi mà các bạn lỡ mà các bạn đi á, thì các bạn về các bạn nhớ là chúng ta tắm rửa sạch sẽ, rồi những cái bộ đồ đó chúng ta giặt đi hoặc là chúng ta bỏ luôn ha. Rồi những cái đôi dép chúng ta mang thì các bạn cũng nên dặm lên những cái vôi các bạn, hoặc là chúng ta sát khuẩn đi, hoặc là chúng ta vứt dép đó luôn. Chúng ta đem ra phơi nắng vứt dép đó luôn đi, rồi chúng ta tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta hãy vào trại nha. Chứ không là các bạn chỉ cần sơ ở một chút thôi là các bạn sẽ hối hận không kịp ha. Cho nên là hôm nay thì mình thấy trước cái tình hình mà dịch tả châu Phi nó ngày mỗi ngày thì cũng có rất là nhiều anh em nhắn tin và gửi hình ảnh về cho mình về cái trang trại của các bạn đó, cái dịch nó chết thì mình thấy rất là thảm thiết luôn các bạn. Mình cũng chẳng biết giúp cho những người anh em đó như thế nào luôn, thật sự luôn. Nên thì hôm nay mình cũng có một chút lo lắng về cái trang trại của mình, cũng như là mình cũng thấy thương những người nông dân, đặc biệt là những người nông dân mà chúng ta đang nuôi heo trắng và heo rừng luôn các bạn, thì rất là khổ sở về cái vấn đề này. Vì có vaccine rồi nhưng mà chưa có cái thấy hiệu quả các bạn, cho nên là nhiều người cũng chưa có tiêm, chưa có tiêm cái vaccine dịch tả châu Phi nữa. Nên mà cứ cái viễn cảnh mà dịch đang bùng phát ấy, thì mình cũng cố gắng là động viên những người mà đã và đang dính dịch tả châu Phi, và cũng như là cố gắng là chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân, hoặc là chia sẻ những cái gì mà mình biết được để giúp cho những anh em mà chưa bị dính thì chúng ta có cái kinh nghiệm để mà chúng ta tiếp tục phòng ngừa cái dịch này trước cái mùa diễn biến phức tạp của dịch này. Đó, cho nên là hôm nay thì mình chia sẻ, mình cũng có tâm trạng lắm các bạn, mình cũng đang rất là lo lắng. Vì ở mình thì các bạn, mình cũng chia sẻ với các bạn là ở mình là người ta đã hết rồi, còn có một mình thôi. Cho nên là mình cũng rất là lo sợ về cái vấn đề này. Cho nên là mình vừa lo lắng mà mình cũng chia sẻ, làm cái video này chia sẻ với các bạn một chút thôi ha. Rồi cuối cùng thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn, chúc cho tất cả các bạn có một ngày cuối tuần được nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình, đó là nuôi heo rừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo của mình.